cái đoạn hoàn thành của cây này thì xin được lấy làm tiêu đề của video các bác nhé, đoạn là đoạn intro video nhé. Thì cái video nó khá dài, các bác xem nếu mà thấy dài có thể tua bớt đi nhé, em không muốn lược bỏ đi nhiều. Thì cơ bản là cây này em đã xong, chỉ còn phần chân đế để thay đất mà làm côn lại cái những cái đầu rễ này thôi. Thì cái đấy em sẽ làm sau rồi không quay nữa, thay đất như biết nữa. Cơ bản là cây này em đã làm xong và xong mấy cái việc lớn như thế này. Thứ nhất là cái đã làm được lộ cái vách thật, cái cốt thật của nó các bác nhé. Những cái rễ buông ngoài này mà dườm già là đã bị bày, và cái vách thật của nó đã được để lộ ra và làm cho nó nhìn nó ổn hơn. Cái thứ hai là cái ngọn to đùng ở đây thì đã bị cắt đi, và lấy cái ngọn đây là giật cái này là ngọn, và cái tay mà hôm trước bảo nghịch để nuôi để nghịch tay ở đây, nhưng mà sự không cần thiết, nó không hay ho lắm nên em cũng cắt đi rồi. Và xử lý khẩu độ này nhìn cho nó không bị đơ đấy. Xử lý và cái đoạn rễ to đùng mà quặp từ trên này xuống đây này đấy, nó rất là thô thì cũng cho bay rồi đấy, cho bay rồi. Và tiếp theo cái mặt này đây, cái đoạn mà đường chạy nó từ đây xuống đây này, to này rất là thô thì đã cho bay đi, đã làm bay đi rồi, đã làm giảm bớt đi rồi, và để lộ cái vách thật của nó ra đây rất là u yếu đây. Đấy, u yếu chỗ này thì chưa xử lý được triệt để, còn tí nữa. Đấy. Vào chơi với em. Đấy. Ôi ôi, ngã rồi. Em bé chưa dậy đâu, Đoạn này, đây là mặt bên này. Đây, đã xử lý nó để nó bớt thô đi. Bớt thô đoạn này. Thì cái sáng suốt nhất là không cắt cái thân giữa này đi, mình nó cắt đi thì cái khoảng trống ở đây rất là lớn. Đấy. Sáng suốt không cắt đi. Mặt này. Rồi, xong mặt này. Ai chà. Này, không một tay không có lại này được. Đấy. Mặt này, đấy, sẽ nhìn nó khá là ổn hơn, không bị đơ như khẩu này, không bị đơ và to như trước đó. Rễ này thì tương lai thì sẽ phải làm lại cái rễ này, đi xa chút, cái này để cho bay đi này. Cái này cho bay đi này. Cái này là ngọn lại này, và cái này phải cho bay đi để lộ cái vách thật trong này, nhưng bây giờ bên trong này đang yếu thì nuôi cái đoạn này đỡ trống và thấy đất tiếp nào. Rồi, bây giờ vào phần là các bác sẽ theo dõi cái chi tiết mà em làm như nào các bác nhé, trong vòng mấy ngày nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác theo dõi video khá dài các bác nhé. Tiếp tục các bác nhé, cố gắng, hy vọng hôm nay là xong. Rồi, hôm qua khoan cái miếng này. Trời này tối mất rồi. Hôm nay sửa sang lại tí, sau cũng phải dần quá.
đục vào cái chỗ này thôi. Thank you.
bố chứ. Đoạn này rất đơ. Đục, có vẻ phải đục mở đoạn này. Đây, cho nó lượn như này xuống. Đục mở đoạn này. Thank you.
Rồi chết. Được cái đầu chết rồi. Cũng còn lâu lắm. Bỏ là được cái đầu cái mắt chết rồi. Chưa chưng, đang làm tiếp. Si hả? Si. Chơi là dòng mini nhưng mà nó hợp lý đấy. Rồi. Thank you.
Tạm ổn các bác, bây giờ là khó nhất là nốt cái chỗ này, cục rễ to này. Rồi cắt đi. Cắt cái đấy đi để nuôi cái chân thẳng của mình. Cắt nốt cái này xong đón con, lúc nào hoàn thiện thì quay các bác tiếp video này, kết thúc rồi. Cái dê này xong bắt sang đây, cứ nuôi đã.
Tạm được các bác. Bác như này thôi. Bây giờ là phải đi đón con này. Ngày mai thì làm sạch sẽ lại thì có thể khoe các bác sau. Nhìn đại loại nó sẽ như này. Đấy, phá vào những cái vách kia đi rồi. Những vách kia đi rồi. Tất nhiên làm nó còn thô lắm, còn phải mất nhiều thời gian, nhưng mà cơ bản nó sẽ như thế. Đấy, còn nguyên tắc chụp thì nói chung là cũng khó mà giải thích được các bác. Có thể nhiều bác sẽ phản đối lòng này phá cây, nhưng mà tùy thôi, các bác có cây thì các bác làm theo ý của bác, còn em có cây em làm theo ý của em. Đấy, thì cái chữ đoạn này cơ bản là cái vách này nó đang bị rối và một số cái cần phải bỏ đi để làm sóng lại và lộ những cái vách thật sâu bên trong để cho cây nó có chiều sâu. Cái chỗ này vẫn phải làm thêm này. Cái cổ kia thì làm cho nó bớt đơ đi rồi, làm bớt đơ đi rồi. Đấy. Đấy, và cái rễ này. Và một cái đằng kia có một cái to mà nó sổ hôm qua thì cắt rồi, đây có một cái sổ nữa. Mấy đục đi thôi chứ chưa làm mịn được những cái vết kia. Và bên này nữa, bên này làm thêm tí nữa chỗ này. Đấy, các bạn vào làm sạch hết chỗ này và thay đất, làm lại những cái côn đế này làm lại. Đấy, để nhổ hết đất ra làm lại. Đấy thì cơ bản nó sẽ như này. Và
sẽ có một video mà giới thiệu về cây này nó sạch sẽ rồi các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, video khá dài, các bác có thể tua đi nhé.